Lời đầu tiên, Xuân Hùng xin được gửi lời chào đến tất cả khán giả đang xem truyền hình. Mình là Xuân Hùng và thì hôm nay mình rất là vui khi được tham dự chương trình Ngôi Sao Xanh. Và mình còn vui hơn nữa khi được đề cử diễn viên nam chính xuất sắc nhất trong thể loại phim truyện điện ảnh. Và mình còn vui và vui hơn nữa khi mà được khán giả yêu mến và ủng hộ cho mình với cú pháp NSX khoảng trắng DA18 gửi tới 8279 hoặc truy cập vào website giải thưởngngôisaoxanh.vn và làm theo hướng dẫn nhé. Nếu các bạn muốn nhận được tấm vé mời tham gia đêm gala trao giải Ngôi Sao Xanh thì các bạn hãy truy cập vào trang web giải thưởngngôisaoxanh.vn và làm theo hướng dẫn nhé. Hẹn gặp lại các bạn tại đêm gala trao giải.